Trước khi kết thúc buổi hôm nay, buổi học hôm nay, thì tôi cũng nhắc lại một lần nữa là sau cái buổi học này, các bạn sẽ nhận được email của ban tổ chức và các bạn vui lòng trả lời trong 24 tiếng là một. Thứ hai, sau đó chúng tôi cũng sẽ gửi vào email các bạn cái đường link trên YouTube để các bạn có thể xem và học lại cái phần này. Mong các bạn theo dõi và trả lời đúng để chúng tôi cấp CME cho các bạn. Và tôi cũng nhắc lại, riêng các bạn đã lỡ đóng tiền rồi thì thôi, nhưng mà đối với các bạn mà đang ở Hải Dương, nơi trung tâm vùng dịch đó, Hải Dương, Đà Nẵng và Quảng Nam, các bạn nên xác nhận lại với những vùng có người quản lý của các bạn ở từng vùng. Ví dụ miền Bắc là có bạn Trung ở Đại học Y Hà Nội, miền Trung thì có bạn Dũng, Trí Dũng ở Bệnh viện C, Đà Nẵng. Các bạn xác nhận thông tin kỹ lại để chúng tôi gửi cho các bạn những cái địa chỉ để xác nhận EMI, cấp CME. Và Thanh còn nghe được không Thanh? Thanh còn nghe được không? Dạ em đã nghe anh. Ok rồi. Dạ. Và chân thành cảm ơn tất cả gần từ trên YouTube và trên video IB Talk video này thì cũng trên 500, 600, gần 700 học viên đã tham dự. Và cảm ơn các bạn bác sĩ và kỹ thuật viên trên cả nước. Chúng tôi cũng cảm ơn các báo cáo viên, bác sĩ Mã Nguyễn Minh Tùng, bác Trung tâm Y khoa Medic Thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ Cao Thiên Tường ở Bệnh viện Chợ Rẫy, phó giáo sư Nguyễn Quốc Dũng, phó chủ tịch Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam, phó giáo sư Bùi Văn Giang, hiện là phó giám đốc Bệnh viện Ca Hà Nội, đã nhiệt tình và giúp đỡ và tham gia cái buổi họp này rất là thành công. Và đặc biệt chúng tôi rất cảm ơn công ty VT Healthcare và cái team làm việc, cái đội làm việc nhóm của công ty VT Healthcare bỏ rất là nhiều công sức, và nhất là sự tâm huyết của giám đốc Tú đã rất là tâm huyết về cái chương trình đào tạo online, offline và online trong thời gian sắp tới. Và cũng thú thật là hôm nay mọi việc chạy rất tốt. Cái chương trình của cái dùng cái platform của IB Video Talk này chạy rất là tốt, mượt mà, nhờ chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ. Như vậy thì thực hiện được cái ước mơ của anh Tú, giám đốc của VT Healthcare, là trong tương lai chúng ta có thể mở rộng nó ra và chuẩn bị kỹ như thế này, thì mọi chuyện trong những chương trình sắp tới chúng ta sẽ làm rất tốt, với một số lượng nhiều như thế này nhưng chúng ta vẫn chạy rất là trơn tru. Đặc biệt cảm ơn, cũng cảm ơn công ty TD Healthcare, công ty TD và anh Tuệ giám đốc cũng luôn luôn đồng hành với chi hội và luôn luôn ủng hộ chi hội trong những cái đợt tập huấn hoặc là trong những cái chương trình hội nghị trong suốt thời gian qua và cho đến hôm nay. Chúng tôi rất là chân thành cảm ơn các thầy, các công ty, và đặc biệt cảm ơn ban tổ chức, các lãnh đạo trong chi hội kỹ thuật điện quang và y học Việt Nam, nhất là các bạn phụ trách các miền, mặc dù chỉ cần một lượng nhân sự rất ít ở Hà Nội, ở phía Bắc, miền Trung bạn, nhưng các bạn cộng ở khu vực miền Nam, bạn Trí Dũng ở miền Trung và bạn Trung ở miền Bắc đã phụ trách và làm rất tốt công tác giữ liên lạc giữa tất cả 3.800 hội viên, đã giữ liên lạc rất tốt và mọi thông tin đã đến được tận tay các hội viên. Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các thầy và các bạn học viên và tất cả các công ty, và xin chúc sức khỏe. Và trong thời gian sắp đến, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức những cái lớp học online này, và chi tiết hơn như Phó Giáo sư Bùi Văn Giang có nói, là chúng tôi sẽ tổ chức buổi học online như thế này nhiều hơn, và nó chi tiết hơn, đi sâu hơn. Ví dụ trong cộng hưởng từ hôm nay chúng ta nói nó tương đối là tổng quan, nhưng chúng tôi sẽ tổ chức và đi sâu hơn các thầy rất nhiều.
Xin chào và chúc sức khỏe. Chúc mừng ban tổ chức. Xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, xin chào thầy. Rồi. Xin chào bác sĩ Tường. Dạ. Chào mọi người nha. Vâng, chào. Dạ, cảm ơn thầy Dũng.